Dạ Vũ chào cả nhà, hôm nay Vũ lại cùng với mấy anh em trong nhóm từ thiện họ đã cầu đài thị xã Lệ tỉnh Tiền Giang đến để hỗ trợ với gia đình để đưa linh cữu của anh Nguyễn Nhân Chính 49 tuổi tại Long Khánh Cai Lệ Tiền Giang nha cả nhà. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với mấy anh em Vũ vào bên trong để làm lễ bế quan và đưa linh cữu của anh về nơi nghỉ cuối cùng nha. Và cả nhà đừng quên khi xem cho Vũ và anh em xin một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ và một lời cầu nguyện để hương linh của anh được siêu thoát về nơi cực lạc nha nha cả nhà. Vũ cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với anh em Vũ vào bên trong nha.